Rồi em xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của kênh YouTube chuyên xe cũ giá rẻ. Thì tại khu vực Biên Hòa Đồng Nai thì hôm nay em cập nhật cho tất cả anh chị em mình một con xe Future X nhé. Con này thì có trong clip trước rồi nhưng mà em sẽ quay riêng. Tại vì con này nói chung là rất là nhiều anh em có nhu cầu tìm kiếm á, nên là em sẽ chi tiết riêng tất cả từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, thì để anh em có cái nhìn cận cảnh về con xe Future X giá 22 triệu này. Nếu là anh em mà có nhu cầu mà chi tiết muốn mua nó thì liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Mai nhé. Đây, sơ lược một vòng cho anh em tham khảo đây. Rồi bây giờ em sẽ đi lần lượt chi tiết nhé. Thì bây giờ em sẽ đi từ trên xuống dưới trước, nói chung là em sẽ đi từ cái dàn đầu, dàn trên trước này. Nói chung là đây, sơ lược với anh em nhé. Con này thì là xăng cơ nha anh em, xăng cơ thắng đùng. Xăng cơ thắng đùng thì nói chung là nó cũng rẻ hơn so với mấy cái dòng mà Full X mà có FI nha anh em. Cái con này thì rẻ hơn. Mặt nạ, mũ mão đồ còn đầy đủ hết nhé. Nói chung rất đẹp anh em nhé, Full X. Dàn đầu rất là cứng cáp và chắc chắn luôn anh em ơi. Mặt kính bóng đèn vẫn rất là đẹp nha, bóng đèn vẫn rất là đẹp luôn. Dàn áo này, dàn áo rất đẹp, tem xe đồ nói chung là vẫn còn nguyên, còn đẹp lắm. Dàn áo thì còn ok xíu nha anh em. Full X nha, bánh căm thôi anh em ạ. Xe thì xe bánh căm thôi, căm thì Goshi, xe 2010 nhé, phục vẫn còn in 2010 anh em ạ. Căm đùng liền còn đẹp nhé. Dàn chân trước thì không có nổ nha anh em. Dàn chân trước không có nổ này. Căm còn nguyên này. Đó, nói chung là con này chỉ có thay vỏ thôi. Nói chung là con này có thay vỏ thôi. Ốc của còn chấm vàng nữa anh em này. Dấu còn chấm vàng luôn. Căm còn đẹp nhé. Căm đùng liền còn đẹp. Phục trước là còn đẹp anh em ạ. Em thấy phục trước rất là đẹp luôn, không có dấu hiệu gọi là dặm tút. À, không có nổ sơn luôn nha anh em. Cái này không có thấy cái dấu hiệu là chóc sơn luôn anh em ạ. Dấu hiệu không có dấu hiệu chóc sơn luôn nhé. Má phanh đồ rất là đẹp nè, thắng đồng. Đồng thì nó thấp tiền hơn thắng đĩa xíu anh em ạ. Đấy, nhưng mà anh em nào mà thích chơi thì vẫn cứ chơi được nha. Nói chung là không vấn đề gì hết. Quan trọng là xe nó đẹp là được rồi. Xe đẹp, máy riêng là được rồi anh em nhé. Đấy, dàn áo này, dàn áo rất đẹp nhé. Rất là bóng đẹp. Honda 125, Full 125 nhé. Quay cái phần máy xíu cho anh em tham khảo này. Đó, máy móc nguyên hết anh em nhé. Máy móc nguyên riêng hết á. Xe rất là đẹp. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ đến xe máy Mai xem xe rồi test thử xe nha. Những nước nhũ của nó là rất đẹp nhé. Theo năm tháng thì nó cũng chảy chụa trong chốc rồi thôi, nhưng mà nó vẫn là riêng nhất, rất đẹp anh em ạ. Thấy không? Kim tuyến ống ánh luôn á. Dàn áo rất đẹp nha anh em. Con này thì em thấy dàn áo con này rất là đẹp, rất là cứng cáp và đẹp nha. Đấy, chấm vàng còn rất nhiều nhé. Chấm vàng em thấy con này chấm vàng còn rất là ok anh em ạ. Đấy, cà te đồ đầy đủ hết, tem thông số đồ đầy đủ hết nè. 2010 anh em á. Xe thì 2010, cuộc này, cuộc nguyên của nó anh em. Căm đùng liền Goshi nhé. Anh em nhìn cái nước nhũ căm này. Đấy, căm đổ màu mạ này. Đấy, nó còn nguyên hết của nó nha anh em, theo thời gian đấy. Rất đẹp, dàn áo này, Future X này, rất đẹp này. Để cái tay dắt này thì mới nè anh em này. Cái tay dắt thì có sơn lại nè anh em này. Cái chi tiết này thì cái chi tiết nào mới thì em nói mới nhé. Chi tiết nào dọn lại thì có cho nói dọn lại nhé. Đây, con này là chạng này, mới này. Cảm mới anh em nhé. Biển số thì 4 số, sang tên rút gốc toàn quốc anh em á. Xe sang tên rút gốc toàn quốc này. Đây, cái này thì có nứt, cái đèn hậu thì có nứt rồi anh em. Đấy, chờ chi tiết anh em tham khảo nha. 22 triệu anh em nhé. Xe cũ đã rẻ, khô mà kiếm mấy con giờ cũng hiếm lắm anh em. Dấu sơn vàng, đồ chấm vàng còn nhiều lắm anh em ạ. Xe là đẹp nhá, bô bọng em thấy là còn nguyên đó anh em ạ. Bô bọng thì còn nguyên đó, để tí em đạp nổ thử xem nha. Đây, gấp nè, đùng gấp nè. Đồ đạp đồ đầy đủ hết. Mặt đồng hồ anh em nhé. Mặt đồng hồ anh em ơi.
rất là chắc. Em lấy cái máy này nổi vẫn rất là chắc nha anh em. Rất là chắc, 22 triệu anh em nhé. Thì anh em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Mai Fuji X 22 triệu đời 2010. Xe thì thắng đồng sang cơ. Rồi, em xin chào và cảm ơn tất cả các anh em theo dõi nha.